Hi, hello xin chào mọi người đến với kênh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, còn sát bên mình là team của mình. Dẹo đang cầm máy quay, anh Phương nè. Hôm nay sự đặc biệt là có thêm nhân vật đặc biệt mọi người, anh Đa. Anh Đa chết danh luôn. Anh Đa đến từ Nhật Bản rồi mọi người. Giờ mấy nhỏ kêu anh Đa không? Giờ chết danh luôn rồi. Chết danh rồi. Giờ anh tên thì gọi là tên anh Kiên. Rồi anh này là anh Tí Hon nha mọi người. Một xíu rồi nha. Xíu rồi, Tí Hon mà. Kỹ cục. Nói chung là mấy anh em ở bên Lai Dung, anh Kiên ở bên Lai Dung qua. Với lại ngày hôm nay đặc biệt các mọi người là anh Kiên sẽ ăn với anh em mình buổi tiệc ngày hôm nay, xong là anh sẽ bay về Nhật luôn mọi người. Anh bay bển anh làm tiếp nha. Đi thưa về trình đó, hôm bữa vừa về là chào. Vừa về là vô đây chơi rồi bây giờ mà đi liền phải ăn cái rồi mới đi á anh Kiên. Đúng rồi nhỏ rồi. Ngày tiệc nhỏ nhỏ thôi nha. Thì bữa nay cái tiệc nhỏ nhỏ ngày hôm nay là đây có cái món gọi là sườn heo với lại ớt. Bà gọi nữa. Bà dẻo. Có bà gọi nữa. Mọi người hiểu lý do tại sao hôm nay dẻo nó ra nó quay xa quá ha. Còn ám ảnh. Ảnh chết điếng với lụn. Chạy chỗ lưng lá cho nó giòn nhỏ. Đây là rồi bây giờ anh em mình bắt đầu nướng nè mọi người. Cái này là ớt sa tế nha mọi người. Đáng lẽ ra là cái món này sẽ nướng theo một cách khác nhưng mà hôm nay là gấp nha mọi người cho nên là không phần có địa hình nó không có. Đúng rồi, mưa bữa nay trời mưa đó. Chưa rồi. Bây giờ mấy anh em nướng luôn đi. Rồi rồi. Anh Kiên đó giờ ăn mấy món này nhiều không? Nhiều luôn. Ở bển có ớt không anh Kiên? Có bự lắm. Ồ, ở bển có ớt luôn anh Kiên. Gấp ba con này á. Ghê vậy. Mà bển là ít ai ăn. Mình bắt cái mấy người cảnh sát gặp nó đụng mình. À, là động vật quan giả cho bắt ha. Đúng rồi. À, ok vậy. Để nghe 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 anh Phương ơi. Thì nhảy cho ngay đi, anh lấy ba gọi thêm. Kiên đứng đó chơi đi hả? Anh đứng chơi đi anh Kiên. Khách mời mà, khách mời đâu có làm được. Cái thằng này tao đứng qua đây, cái nó nhảy qua đây, cái đứng qua đây, cái nhảy qua đây. Thôi à, thôi à, cái này có khách à. Thôi qua nè. Rồi chứ quýnh lộn luôn. Bỏ, bỏ. Nóng à. Tính em nóng anh Phương. Mà nướng mình đây mình cầm sẵn miếng xà lách này nè. Đúng rồi, vừa chín nha. Hợp lý luôn. Vậy là anh nướng cho Kiên cái miếng này nha. Kẹp. Bạn nghiệp dẻo chưa tỉnh hồn ha. Thì anh Kiên đi bển bao lâu nó mới về ta? Chắc Tết về nữa mấy em ơi. Tết về ha. Vậy là kế bên rồi. Kế bên. Mà cũng hoành xuôi 5 năm. Cái gì? Rồi làm mà đúng 5 năm là sao? 5 năm mới về hay là 50? 50 á. Tưởng 5 năm mới về hay xa? Nữa kèo sang 11 mà dễ vậy. Đúng rồi. Về đá sang 11 luôn mọi người. Bữa mấy anh em bển đá banh mà trễ quá không có ở lại làm được buổi tiệc nào bển mọi người. Bữa nay phải làm buổi tiệc để chia tay anh Kiên nha mọi người. Bữa đá trễ về tới đây là 12 giờ luôn á. Đúng á, bữa đó trễ luôn á, trễ lắm luôn á. Chẳng lẽ bữa đó dùng tiệc ở bển á. Bữa đó anh nhả điện qua trễ như vậy thành tin kêu điện người ta đặt xăng cái băng đó. Đã lỡ đặt rồi phải không? Mình đâu có hồi được. Mình hồi mai mốt mình xăng đó mình chơi dạ. Mình luôn. Vừa nha. Điện sớm cần tiếng hồi nữa. Được anh Phương ơi. Cái này bỏ xuống đi. Rồi, rồi. Được đó, tâm sự đi, anh em tâm sự đi. Anh kia chờ đợi. Ừ, hổm á mọi người, hổm mình nói là clip cho anh xong á là sẽ quay clip gọi là ẩm thực, đồ cho mọi người xem. Mà bữa đó không có quay mọi người. Thì bữa nay hồi anh em mình sẽ quay rồi hỏi cuộc sống ở bển đồ làm sao rồi cho mọi người nghe ha. Nói chung là nhiều người cũng thắc mắc cuộc sống ở bên đó anh Kiên. Đúng rồi. Bên đây là mình sẽ thắc mắc nhiều, biết bên đó nó sống thế nào, giống như trong phim đồ không. Được ảo phim ha. Được ảo phim nhìn tôi cái. Kiên nói chung thì phải cosplay học sinh. Nói vậy thôi. Hồi vô chỗ ăn rồi anh em mình sẽ hỏi anh Kiên tâm sự, được, tâm sự những cái gọi là cái đẹp, những cái gì ở bển rồi. Ngon. Mấy anh em ví dụ mà đặc sản đó là gì đúng không? Ví dụ chúng cái số đồ đi bển du lịch rồi sao anh Hương đúng không? Đâu có ai nói trước được điều đúng gì. Rồi, lỡ đang ở đây nè, chiều nay 4 giờ sổ cái là chúng sao? Có thể là chiều nay đi chung với cái bài với đúng Kiên. Rồi đó, đúng rồi đó. Có hên xui quá không? Mà được cái không có mua vé số nha, không ai mua. Nói vậy thôi. Rồi khét rồi kìa. Ngoài da được. Không, Kiên phải ăn khét. Tại bển ăn đồ sống á. Giờ về đây đổi món ăn khét. Chiêu này chiêu mới nha mọi người, chiêu của anh Kiên chỉ nha. Rồi không nóng rồi. Rồi. Để vậy là không khét hả anh Kiên? Rồi, cứ hạn chế khét chứ không phải là không khét. Không nha. Thiệt, anh em tin tưởng tôi. Em để tới ngày mai luôn khét. Cái này là gọi là cái chiêu bình Nhật. Cái này là cũng như mình nướng thử nghiệm thôi, còn đồ ăn đã đặt rồi, Kiên đã đặt rồi. Đặt đền lại cái vụ này nè.
kiểu như bỏ nước nó bớt độ nóng hay là nó lên hơi nước gì đó. Nói chung là đi ăn đi nhậu cái mấy ông kia cũng chỉ lại thôi chứ. Wow, biết mà nha. Như thế nào mà nhưng mà thấy nó hiệu quả mình làm. Chốt ha. Ok thì bây giờ nói chung là nướng thì Danh cũng đang còn nướng nè mọi người. Đây quay lại đây nè Diệu. Danh cũng đang còn nướng mớ đó cho xong. Thì cái phần này thì anh em mình làm trước nha. Giờ mời anh Kiên thử cái món ẩm thực của tụi em làm chứ. Thì hôm nay cũng cảm ơn Tem đãi em. Không có ăn gì anh gấp chứ, ăn tự nhiên thì tốt ha. Đúng rồi, cho tụi hôm nay cũng cảm ơn Tem đãi em nha. Rồi tiếp tí hon là giải quyết đi tí hon. Ăn đi anh tí hon. Để giữa nè. Để giữa nó giờ chấm vô luôn rồi quay về không à. Đó. Muối nó mới tới á. Còn nha. Mà mọi người dùng bữa tiệc chia tay với hồng vô đi. Hồng vô nào mình uống nha. Miếng nước cam có ga nha mọi người. Ngon ha ba vô. Chúc em lên đường thuận lợi bình an nha. Dạ cảm ơn. Chúc bạn hay nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Chúc bạn nhiều thành công. Chúc sức khỏe mới về đó săn lớn được. Rồi sức khỏe đi, sức khỏe là trên hết. Chúc sức khỏe. Chọn nước cam ha. Cam có bọt cha cha đại gia sao đông rồi giờ đến với món này nha mọi người. Bây giờ anh Phương làm cái Phương mời làm cái sườn đúng không anh Phương? Sườn đúng không? Muốn ăn gì nó gấp, muốn ăn gì nó gấp. Tôi muốn ăn em nghĩ nó giận nữa lỗi này gấp quá không có đẩy chu đáo mà cũng anh em đừng có giận gì hết trơn nha. Đáng lẽ rồi vậy là mọi người nha. Em nói với anh kia nghe là đáng lẽ đáng lẽ cái miếng heo quay này nó không phải gì ớ lộn miếng heo nướng nó không phải vậy đâu mà nó sẽ là miếng heo quay. Nói chung là cái dãy ớ lộn cái da của nó là bong 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 ra luôn. Đầu bếp bên đây ta làm wow. Mà bữa nay gấp quá là không có kịp tại vì làm cái đó là mất nhiều thời gian nha mọi người. Rồi mời mọi người nha. Rồi ăn thử miếng này nãy anh Phương ướp nha mọi người. Nó có anh dẹo đúng bài uống bêu mặn 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 mới uống nước cam có bọt bị tại nãy để lố ra tế nhưng mà vừa dẻo đâm mấy chớ cay dữ không năm có 2 ngàn ớt rồi anh ta ơi 2 ngàn ớt à để mời mọi người vậy là bên bển chết danh luôn hả chết danh à hôm qua bắt mấy nhỏ đó anh đa bữa bắt chặn nhã đó không mà cái dáng gưng làm trong đài nhìn sang chứ bộ đẹp không ra dáng cao ráo. Rồi cái dẹo nè, dẹo băng đồ đó cho mọi người nè. Thì hôm vậy cũng cảm ơn anh Kiên rất là nhiều, liệu tên luôn rồi thiệt chứ. Hỗ trợ anh em mình bữa lip john nè, rồi bữa qua bển đá cũng khá là vui mọi người. Thì anh đi Nhật thì em cũng chúc anh là thật nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn nhã. Làm ăn là phát tài. Rồi. Để về đây chơi với tụi em nhiều chút đúng không? Thì Tết về thì anh em cứ nãy hứa rồi sang mùa 1 giao lưu vui vẻ thôi. Đáp anh sang mùa 1 đó giờ chưa đá lắm. Cái đó là gọi là mình chưa ra cái xăng nữa ra sao nữa. Em với anh là kiểu như là đứng cung hạnh đây chạy tới nửa xăng là đi ra thế người. Hai người liền. Chạy tới đó cái quẹo vô luôn. Xăng mùa 1 nó rộng lắm chứ bộ. Nhưng mà anh hồi đó giờ chưa có vô xăng đó bao giờ á. Mà anh nghĩ rồi. Mấy anh em có đi chưa? Không hỏi thiệt. Có đi coi đá banh chưa? Chứ anh chưa có em chưa đi luôn chưa luôn á thì bởi vậy mình nghĩ là mọi người săn bảy nè săn bảy là đá mình thấy là đá quải rồi đó mọi người bữa đá là muốn hỏi bài sườn rồi chạy rồi mấy anh mà cầu hủ mà đá xong 11 mà chạy nguyên một chặng trời ơi nãy thiệt chứ nãy thiệt luôn á chứ đó hơi lực phải dữ lắm nha mọi người. Ở bên Nhật Bình có đá banh không anh? Có em ở bên đó đá nhiều lắm. Không phải kiểu người Việt Nam mình đá hay sao? Có người Việt Nam mình vẫn có một hiệp hội để người ta mở những cái giải cho anh em người Việt đá. Không có cái nghĩa là đá giống như kiểu chiều tập ý nghĩa nó là cũng, chiều tập thể thao giống như mình vậy nè. Cũng có EC đó. Chứ không phải là hỏi có cầu thủ đá không nha. Không. Bên đó là hàng VIP. Đúng là có. Anh gì vậy? Gì? Nhật Bản anh gì sao? Anh gì? Không phải lộn Hàn Quốc rồi. Nhật Bản có Minamino. Đúng rồi, Minamino. Kubo. Hàng hiệu không đó. Minami rồi đó thì Takumi gì quá. Tokuda rồi đó. Đó ăn đó mà ăn thử. Tokuda. Bác sân, ông bác sân nhỏ. Bác sân 2 à. Cái gì vui nhất Có hiện đó. Càng hẳn vậy đó. Càng hẳn. Không, cái đó mình rõ ràng. Không, bây giờ mình bỏ cái vụ đó qua bên thì bỏ qua bên. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra có gì vui nhất? Nói chung á vui hay không vui là do mình đó. Có tiền là vui ha. Có tiền thứ hai nữa cái trò chơi nhiều khi mình thích thì mình thấy mình vui nhất. Còn người khác không thích đủ kiểu hết.
anh thích cách lây á. Mỗi đó với anh là phố đèn đỏ là duy nhất. Anh thì anh thích học sinh ở đó. Dở dàng. Ở bển là có câu cá, câu bọng đồ được không? Có luôn. Chẳng câu cá bình thường mà câu cá biển là nhiều. À, từ ở biển đảo mà. Nhưng mà thường bọn Nhật á, nó cũng đi câu như mình. À. Mà câu xong nó móc lên, nó thả đi chứ nó không bắt gì ăn như anh em mình. À, câu giải trí. Câu giải trí gì đó. Câu giải trí. Nó tạo nghiệp với giải trí gì được không? Người ta đang bơi móc ta lên xong rồi thả ăn luôn á. Thả ăn luôn đi, cá một đầu hai luôn. Rồi còn dây dưa đau đớn. Dây dưa đau đớn rồi nữa. Rồi giờ dẹo đặt cái quay rồi vô ngồi ăn với anh em mình nha mọi người. Ví dụ mà giờ con này sợ không? Không chết rồi, ăn được chết rồi, nướng rồi, chín rồi. Ăn tới cục xương luôn á, thiệt á. Nếu mà dẹo ăn rồi không bỏ xương luôn. Nhai luôn xương. Thôi giờ bù đắp cho dẹo đi, dẹo đặt cốc quay dẹo ơi. Rồi giờ dẹo vô ăn nha mọi người. Ăn đùi không ha? Không có. Hết nè. Lết sống ra cho nó nướng rồi. Dạ, cái nào vậy? Bầu dưỡng này, bầu dưỡng nha mọi người. Ở bển có chỗ nào sinh tồn không anh Kiên? Có luôn em, ở bển những cái công viên á là nói chung nó rộng gần cái chục hectare. Công viên bển sinh tồn, rừng tre rừng trúc này kia trong sinh tồn đã lắm. Ủa ta cho luôn hả ta? Bình thường như em cắm liều có mấy em ở bình thường. Còn những cái gã khách là kiểu như nhà nó không ở đâu nha. Nó ra nó cắm liều này kia nó vui chơi đó. Không sợ trộm cướp đâu hết ta? Kiểu như là nó không có sợ. An ninh bển ổn không? Ổn anh. Rồi thăm nóng vậy chứ đâu có hết đâu rồi. Vậy vô tự nhiên hơn kìa. Vô bình thường mình cắm liều cắm trại gì trừ những cái chỗ mà nó cấm bản là không cho cắm liều này kia thôi. À. Còn lại là mình sẽ được quyền mình chơi hết. Mày hỏi hỏi vậy thôi chứ không biết khi nào tôi được cắm bở. Nãy giờ chưa ai mua vé số vậy hả? Chị mẹ đi luôn không? Phải không? Chứ đi liền đi không được. Tại phải cưng phải xin visa. Đúng rồi. Bữa cảnh cũng muốn cái visa du lịch đó để đi đâu anh làm chui thì không biết. Cảnh còn cái này tha lỗi em anh Cảnh. Thôi mà bữa anh Cảnh hỏi thiệt mà cho những Facebook đó anh chị đó không có nhận làm visa đó. Ủa tức là mình qua bển mình chơi là sẽ có visa khác. Ừ. Bên mình làm là có visa khác. Đúng. Đi bao nhiêu ngày về nó phải quyết nó phải biết từng chứ. Wow. Đi tôi nói đi 6 ngày cái cúp cuồng ở bển luôn. Ai quản lý được. Đúng rồi. Về nó cắm một cái là mai mốt tôi khỏi đi lần hai luôn. Cũng có mọi người ra nước ngoài cũng có, cho nên anh em mình ở nước mình. Nhưng mà có nha, có dịp sẽ ra nước ngoài nha. Nào có dịp đi. Đợt anh kia anh bị cấm đi Singapore 2 năm. Cái hôm bữa anh đi Mã Lai chơi. Cái anh đi đường cửa khẩu qua Singapore. Singapore nói cấm mày 2 năm mới có năm mấy mày qua nữa. Tán chỗ mọc luôn. Cấm vĩnh viễn. Không cho bển luôn hả? Không, coi như là không đi nước nào đi nhưng mà không bao giờ cưng vô được cái nước sinh đó. Ghê vậy? Cấm vĩnh viễn mà. Khó quá ha. Cô mà cố chấp qua sao anh? Hả? Sao cố chấp được? Nó biết hết à. Cố chấp qua thì ở tù bên Singapore. Bắt có tịch thu. Ở tù thiệt á. Ở tù thiệt đó, mình giỡn. Có anh là ở đâu của bản anh? Osaka. Osaka. Nó dùng Kansai á. Đạt có nghĩa là miền Trung nước Nhật. À. Nó cũng giống Nam mình làm cũng có Bắc Trung Nam. Bắc Trung Nam. Nó phân ra ha. Cái phân ra đi thì á. Vậy là mỗi thứ tiếng của mỗi miền chắc cũng hơi lớn lớn lợi. Cũng lớn lớn lợi lợi đó. Như cái vùng Kansai của em mà nấu cái tiếng nó sẽ khác. Những cái vùng như vùng Tokyo này kia nó khác. Còn cái vùng Hokkaido nó khác nữa. Kỹ ha. Y chang như mình. Như mình vậy đó. Giống mình nớ đứng ra miền Trung lỗ đầu cứ nghe hơi lạ lạ rồi. Người miền Tây. Miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Mình là người miền Nam. Nói chuyện chơi đi Hồng. Miền Tây. Miền Tây mà. Nam ở Sài Gòn đây. Miền Cần Tây ba. Miền Tây ba. Miền Tây. Nam ở Sài Gòn. Có nghĩa là phân vùng ra Bắc Trung Nam. Bắc Trung Nam Tây. Đó là người miền Tây. Nam Tây. Nam Tây. Tây Nam không nội ơi, mở Tây Nam. Bắt đầu cắn cắn rồi nè. Đầu hơi ngứa ngứa. Không ngâu gì nhiều với anh kia. Không ở bển mà. Gì vậy? Đồ ăn nhóc chân ngứa ăn cơm nhiều. Ngâu nhiều. Không ở bển mà ví dụ mà đi câu cá rồi như đi dễ dính đúng không anh kia? Nó dễ dính lắm. Bỏ xuống là dính, bỏ xuống dính. Bỏ xuống là dính tại bên kia. Cái câu cá thì người Nhật nó ngoài câu nhiều nhưng mà kiểu mà lương á. Lương ở trong chúa này biết nửa con tay mấy này nè. Con lương á hả? Con lương mình đó nha. À.
nó nằm dưới đá, anh chỉ cần anh bỏ cục mồi là ví dụ con tôm sống mình móc vô á, tự câu là anh đưa xuống tự động thang chạy ra nó ăn. Còn băng vậy. Còn băng vậy đó. Còn không ha, nó nằm dưới đá, cái chấu mà câu cá mình á, mình học xuống mà dính trong cái mình á, cái mình gịch cái trời kéo lên luôn. Bây giờ bọn em bắt ăn hoài là vậy đó. Vì mấy thằng này mà đi sinh tồn bẩn là chắc sinh tồn 4 ngày là ra hàng lên 4 kg luôn. Cái đó là cái đó. Đúng không? Ủa nhưng mà mình câu cá mình được bắt ăn không anh? Được, được, được. Đó như bình thường ha. Cái đó ha, mà mình sinh tồn ha, bắt lươn đó, cái nước suối đó, cái múc lên cái mình nấu, cái uống là sạch sẽ luôn. Còn thôi. Con ếch này ha, là ăn xong cái xương đùi của nó là cái xương nó bay lớn vậy nè. Trời ơi, cái gấu vậy. Nhưng mà bển cấm ăn đúng không? Cấm bắt. Cấm bắt. Kiểu như bển gọi như bên mình có động vật quý hiếm. Nó bảo tồn, nó không ăn. Bển bảo tồn thiên nhiên. Còn Việt Nam mình qua bển là lụm xanh hết. Đào mơ chứ mà không duyên tới mùa mấy Nhật ở đâu qua. Nó ăn được. Có đào đúng không? Có luôn. Đào trái, là trái đào. Trái đào. Trái đào chứ mơ rồi đó. Cái mặn này kia giống như là giống như mấy trái mình bán kia, cái mặn bắt này kia đó. À, bằng Đà Lạt, bằng Hà Nội. Bằng Hà Nội. À, kiểu vậy đó. Là ra là chỉ có mà công viên thôi là bẻ mà đẻ né né không ăn. À vậy bánh bánh là bao sạch sẽ luôn á. Bao sạch, bao sẽ. Chọn gói. Chứ không mình mà gác này kia để mà được ha. Nó là gác nó phải phân loại. Ngày này là đổ gác hết được, ngày kia đổ gác không được. Bởi vì xe gác nó sạch bon. Có những thứ nên học hỏi ha. Đúng, phải học chứ. Coi như cái mình học hỏi người ta chứ không phải mình nói có miếng hải sản mình một cái ao này kia không phải. Giúp anh em gì cái được không? Không. Giúp anh em gì cái được không? Nói gì? Giờ anh tạo cái group. Cưng vô dòng đó. Cưng cách anh bao nhiêu tiếng? Tiếng hồ. Hai tiếng. 2 tiếng hồ, quá dễ. Nữa cưng chia sẻ lại cách nói chuyện tiếng Nhật để anh em sau này có dịp đi với mình khỏi bỡ ngỡ. Gia sư được không? Đúng rồi. Phương xà. Bán cái chai rồi. Xà được chai đúng không? Không, cái sàn á là có nghĩa là anh chị, anh Phương, à. Chị Phương, anh giống như anh của mình vậy. Anh Phương nói sao? Chị Phương sàn đó. Sàn, không nổi này nói sàm hoài, tán cái sàn không nổi. Cái sàn. Sàn. Còn xôm làng. Nó bữa anh nói cái thôn làng mình mắc cười quá, mình ngồi hôm về mình nhịn ngán mình nhịn. Sợ cười mới nãy biết nha. Bởi vậy. Giờ vui vẻ không? Giờ vui vẻ. Không bình thường chưa. Vô. Nói gì vậy? Để bộ không vô nó thử cái. Hôm quạo thiệt à. Hôm nay quạo. Hôm qua sân banh rồi nó chơi vui vẻ, bữa nay quạo à. Hôm nay ngày cuối vậy. Con xà. Sàng. Cái sàng. Con sàng. Rồi thì bây giờ nói chung là nãy giờ mấy anh em cũng quay clip cho mọi người xem gọi là ăn uống với lại anh Kiên. Rồi cũng như clip này để làm một cái kỷ niệm gọi là để anh Kiên về bển có nhớ rồi đó, nhớ. Gợi nhớ rồi lại lưu lại cái kỷ niệm này nha anh Kiên. Rồi Tết rồi anh Kiên về thì mấy em nói chung là nồng hậu Tết à. Tết là Tết anh về đi rồi. Nhà Tết ở đây nghỉ nha, không có làm. Tết là anh trong khúc trong mũi tàu nó nghỉ nha, không có làm bển. Sẵn bển ở đây về đây mình thoải mái. Chú nhà con. Chú nhà con luôn. Chú đây là chú nhà con có đây chú nhà con. Rồi rồi. Chừng nữa về cho ngày để mấy anh lên rước. Được không? Cho một bay học sinh đi rước luôn. Rồi, có này lắc rồi đó mà còn lắc. Thôi thì anh đã. Ta đã. Thôi thì anh Kiên đi rồi, chúc anh Kiên là nhiều sức khỏe ha. Thì thay mặt mọi người cũng chúc anh Kiên nhiều sức khỏe và bển phát tài rồi đó. Phát tài phát tướng rồi ha. Rồi cảm ơn mọi người xem video nãy giờ cho mọi người. Nếu mọi người thấy video của anh em mình vui thì bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha mọi người. Mong là mọi người không hiểu gì bên Nhật thì mọi người comment đi. Tết anh Phương ưu lộ, Tết anh Kiên anh về anh trả lời. Chứ giờ anh không có này đâu cho. Ok nói giỡn thôi, còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.